Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ngâm rượu khế nhé các bạn nhé. Các bạn là ngâm rượu khế này rất tốt cho sức khỏe đấy các bạn ạ. Nó làm cho mình tăng cường khả năng tiêu hóa này, ăn ngon này, ngủ tốt này các bạn ạ. Nhưng mà mất ngủ ấy, thì dùng rượu khế này cũng rất tốt cho các bạn ạ. Nó có tăng cường sức đề kháng đấy, trị ho, trị cảm lạnh, chứng đau bụng, chướng bụng các thứ ấy. Và các bạn dùng cho mình theo liều lượng là mỗi ngày chỉ đổ 2 ly rượu thôi nhé các bạn nhé. Và mình chỉ uống những khi mà mình ăn cơm ấy, chứ mình đừng uống rượu suông, rượu sách nhé các bạn nhé. Và đây là khế mình đã rửa rồi, bây giờ mình sẽ thái và mình sẽ chuẩn bị một chậu nước muối loãng các bạn nhé, để khi mình thái xong mình sẽ ngâm vào ấy, thì khế của mình nó sẽ không bị thâm và lại sạch. Các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước và muối nhé. Các bạn chọn những quả khế ương chưa chín hẳn nhé, nhưng mà chín quá thì là nó sẽ không ngon các bạn nhé. Mình đã chuẩn bị một chậu nước đây và mình sẽ pha nước muối nhỏ các bạn nhé. Các bạn cho mình một lắm muối nhé và mình sẽ pha để mình sơ chế khế mình cho vào. Chuẩn bị cho mình một cái thớt nhé, mình sẽ gọt khế. Các bạn bỏ cái phần đầu này đi cho mình nhé. Sẽ gọt bỏ hết luôn cái phần đầu này đi. Và cái diềm này các bạn cũng bỏ cho mình nhé. Mình không cần phần diềm này, nó không ngon ấy. Các bạn mà ngâm cả quả ấy thì cũng được thôi, nhưng mà nó lâu ấy, lâu được uống, lâu được dùng ấy, thì các bạn nên là cắt ra thành từng miếng ấy, độ 0,5 cm các bạn nhé, như miếng ngôi sao này các bạn ạ. Thì mình chỉ độ 3 tháng là mình uống được thôi các bạn ạ. Càng để lâu với độ 6 tháng cũng càng ngon, thì khi nó đã ra nên hòa quyện với rượu thì càng. Rồi các bạn ngâm cho mình trong chậu nước muối này nhé. Với mùa này đang là mùa khế thì các bạn không có ở nhà thì các bạn mua cũng rất đơn giản, không khó khăn gì cả. Mùa khế thì này các bạn đảm bảo là không bị thuốc thang, không bệnh gì cả. Nhà mình trồng khế trên cây cao, chẳng bao giờ phải bơm thuốc cả, mà vẫn khế cứ sai từ gốc lên đi đến tận ngọn, lá cứ cành cứ chiếu quả ra các bạn ạ. Hết đợt hoa này lại đến đợt hoa khác ấy, nó lại ra ấy. Nên nhà mình cũng hay làm cái rượu này ấy, để uống. Nó cũng rất tốt, nên là uống rượu hoa quả này thì nó nhẹ nhàng hơn là những rượu khác ấy. Khi mình ngâm được ấy, đủ tháng ấy, thì mình uống nó ngon và nó nhẹ hơn khi nồng độ rượu mình mua ấy, thì nó nặng thì mình các bạn dùng độ 35 rượu độ 35 độ các bạn ngâm nhé, thì sau khi đó nó sẽ giảm bớt đi, đến lúc uống được thì nó chỉ còn hai mấy độ chưa đến 30 độ thôi, thì cả phụ nữ cũng uống cũng được, nhưng mà trẻ con và phụ nữ mang thai thì không nên dùng những loại rượu gì cả. Kể cả rượu khế hay bất cứ loại rượu nào thì phụ nữ có thai thì tốt nhất là mình tránh. Các bạn cứ gọt hết cho mình như thế này, là sau đó mình ngâm tầm 15 phút các bạn ạ. Thì sau đó mình sẽ rửa sạch và mình để ráo nước ấy. Sau đó mình sẽ cho vào bình rượu mình ngâm nhé.
Thế các bạn, xong khi mình thái xong hết nhé, các bạn ngâm cho mình tầm 15 phút nhé, sau đó mình sẽ rửa lại và mình để ráo nước nhé. Đây các bạn, sau khi mình ngâm được 15 phút nhé, bây giờ các bạn vớt ra cho mình nhé, và mình sẽ để ráo nước nhé, để cho cái khí của mình ráo nước, rồi mình sẽ cho rượu vào là các bạn có thể ngâm thôi nhé. Sau khi các bạn rửa xong nhé, các bạn để nghiêng cái rổ cho mình như thế này nhé, thì lượng nước của nó ở trong khí này nó ra rất nhanh và nó sẽ mau ráo, thì mình sẽ ngâm rượu được nhanh hơn nhé. Các bạn đừng để bằng là nó không thoát được nước. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bình thủy tinh nhé, hoặc là cả bình sứ cũng được nhé, miễn là không dùng một bình nhựa. Bình nhựa thì nó sẽ làm cho rượu mình nó mất ngon đi các bạn một phần đấy, nếu mà mình dùng bằng đồ nhựa nhé. Và mình rửa sạch sẽ đi các bạn ạ, hoặc là các bạn có thể tráng qua một nước rượu nhé, thì sau đó mình dùng cái bình này nhé, thì nó rất sạch nhé. Và bây giờ mình sẽ cho khí vào các bạn nhé. Khi khí mình để ráo nước đây, thì mình sẽ bốc khí vào. Với cách ngâm rượu khí này thì các bạn cũng không phải cho đường phèn hoặc là đường gì cả, mình chỉ cần khí và rượu thôi. Và các bạn ngâm cho mình tầm 3 tháng là mình có thể dùng được nhé. Với 1 kg khí thì các bạn cho mình khoảng độ 1 lít rưỡi rượu nhé. Theo tỷ lệ là như vậy các bạn ạ. Bình này mình to, khí chưa đủ. Mình cứ ngâm tạm, phần nào về lắp tiếp. Thời gian mình lại chọc khí tiếp rồi mình chế vào đây luôn các bạn ạ. Đây, các bạn đổ rượu vào cho mình nhé. Nhìn chung là các bạn một cân khí thì 1 lít rưỡi rượu, hoặc là các bạn cứ đổ ngập rượu cho mình nhé, tức là khí sẽ ngập rượu chứ không mình không để hở nhé. Nếu mình mà để hở ấy, thì khí nó sẽ ngấy, tức là nó sẽ bị thâm ấy, mà lại hoặc là nếu mà chưa xuống nước kịp thì nó lại sợ là gây cho mốc những quả khí ở phía trên ấy, thì khí của mình, rượu của mình nó sẽ mất ngon các bạn nhé. Đây, mình ngâm này như thế này, cứ lượng nước ngập là được các bạn nhé. Cái hũ này của mình thì được 2 lần này khí sẽ mới đủ. Rồi mai mình sẽ về trực tiếp trở mình sẽ ngâm tiếp các bạn. Với cách ngâm rượu khí này rất đơn giản các bạn ạ, các bạn không phải bỏ hạt dầu huyết gì cả. Vì trong cái hạt của khí này nó có một số dược liệu rất tốt cho sức khỏe của chúng ta nhé. Với những người bị ho hay là cảm lạnh các thứ ấy, thì mình dùng khí này cũng nó ngăn ngừa rất tốt các bạn ạ, và lưu thông mạch máu đấy các bạn ạ, giúp cho những người già như ăn không ngon ấy, ngủ không ngon ấy, thì dùng rượu khí này mỗi ngày chỉ 1 ly 2 ly trong bữa cơm, là chỉ dùng 2 ly một ngày ấy. Chỉ dùng 2 ly một ngày, mỗi bữa chỉ dùng 1 ly thôi các bạn ạ. Thì nó giúp cho khả năng tiêu hóa này, chống chứng đau bụng này, nên là và rất nhiều tác dụng khác của khí. Nhưng ngày xưa ai cũng dùng khí, như ngày xưa chúng mình nhỏ thì ai cũng được nghe câu chuyện của cây khí rồi. Mà ăn khí thì cũng rất ngon, rất ngọt. Với khí mà lại lành tính các bạn ạ, ai cũng có thể ăn được. Các bạn đậy kín cho mình nhé, và sau đó thì mình để tầm 3 tháng sau ấy thì mình mới dùng nhé. Mà các bạn để càng lâu thì mình dùng càng tốt mà. Như những rượu hoa quả này thì khi mình ngâm rượu nặng một chút, sau đó nó sẽ giảm được xuống là còn vừa phải ấy, thì mình uống nó nhẹ nhàng, mà lại khí nó ra nước ấy thì là rượu đấy, nó sẽ ngọt và ngon nhé. Với 1 cân khí thì các bạn cho 1 lít rưỡi rượu nhé. Chúc các bạn thành công với cách ngâm rượu khí nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé.